gác lên mạng coi gì không? À, chào các bạn nha, hôm nay mình tiếp tục theo anh thợ cưa quay ảnh cắt cái cây xoài này các bạn ạ. Cây xoài này nói chung thì trái còn khá là nhiều trái luôn nha các bạn. Quá trái luôn. Hôm nay anh tiếp tục với máy cưa để tìm cho bạn tham kia cái nhà người ta bên đó này, nhà bên đó khó lắm.